Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng hôm 28 tháng 9 đã ký công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc rà soát và báo cáo tình hình hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường học, từ mầm non tới phổ thông, giáo dục thường xuyên. Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và tính hiệu quả của giáo dục ngoài giờ. Ngoài ra, các sở giáo dục sẽ đánh giá những khía cạnh thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức giáo dục ngoài giờ cũng như đề xuất các biện pháp cải thiện. Thời hạn cuối cùng để các sở báo cáo là trước ngày 15 tháng 10. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa bao gồm việc giảng dạy kỹ năng sống, liên kết dạy ngoại ngữ, tin học và nhiều môn học khác theo nhu cầu người học, đã góp phần quan trọng trong việc củng cố kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh. Tuy nhiên, công tác quản lý giáo dục ngoài giờ chính khóa còn tồn tại một số hạn chế, dẫn đến những lo ngại và dư luận không tích cực về loại hình này. Do đó, Bộ đề nghị các sở giáo dục tăng cường quản lý và chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định liên kết, tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc tổ chức giáo dục ngoài giờ.